Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,10%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.795 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.793,21 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.809,85 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng tăng nhẹ trở lại với tỷ lệ tăng là 0,14%, hiện tại đang đứng quanh mức 104,651 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng tăng nhẹ, giao dịch ở mức 17.300 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,519% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô hiện tại cũng trong xuống tăng, mỗi thùng dầu thô đang giao dịch ở mức 81,600 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là tổng hợp một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Giá đô la Mỹ trong ngân hàng và trên thị trường tự do liên tục lao dốc trong khi giá vàng SJC khá bất động, thậm chí là giảm bất chấp giá vàng thế giới duy trì ở mức giá cao. Cuối ngày hôm nay, giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể với Vietcombank, giao dịch đô la Mỹ mua vào ở mức 23.820 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.100 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm tới 180 đồng trên 1 đô la Mỹ so với phiên buổi sáng. Ngân hàng Exim Bank giao dịch giá đô la Mỹ mua vào ở mức 23.830 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra ở mức 24.070 đồng trên 1 đô la Mỹ. Ngân hàng Sacombank còn kéo giá đô la Mỹ xuống mức thấp hơn 23.850 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 24.060 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Các mức giá giao dịch đô la Mỹ trong ngân hàng thương mại giảm mạnh so với những ngày trước đó. Nếu so với thời điểm đỉnh của giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại, khoảng 24.888 đồng trên 1 đô la Mỹ, với vùng giá hiện tại thì đã giảm trên 800 đồng trên 1 đô la Mỹ, tương đương với mức giảm là khoảng 3,4%. Không chỉ đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng rớt giá mạnh. Diễn biến giảm sâu của đồng đô la Mỹ ở cả trong ngân hàng và trên thị trường tự do khiến cả người kinh doanh ngoại tệ bất ngờ. Cuối ngày hôm nay, mùng 5 tháng 12, giá đô la Mỹ tự do được một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch quanh 24.350 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 24.420 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, giảm mạnh 200 đồng trên 1 đô la Mỹ so với phiên cuối tuần. Không chỉ giá đô la Mỹ, giá vàng SJC cũng có những biến động lạ trên thị trường những ngày vừa qua. Cuối ngày, giá vàng SJC được giao dịch quanh mức 66,25 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,05 triệu đồng trên lượng bán ra, ổn định so với phiên cuối tuần. Một số doanh nghiệp khác giao dịch vàng SJC ở mức thấp hơn là 66,25 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 66,95 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Và điều đáng chú ý là giá vàng SJC giảm khá mạnh so với cuối tuần trước và đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tiếp tăng mạnh, có thời điểm vượt 1.800 đô la Mỹ trên ounce. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng cũng giảm từ 1 triệu đồng xuống chỉ còn 800.000 đồng trên lượng, thậm chí là thấp hơn cả biên độ chênh lệch của vàng trang sức vàng nhẫn 24K. Theo giám đốc một công ty vàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang theo dõi sát thông tin trên thị trường vàng, trong bối cảnh vàng SJC sỉ hiện tại đang được giao dịch chỉ quanh 66,7 triệu đồng trên lượng. Không biết có tổ chức nào đang bán vàng ra không mà giá bán sỉ của vàng SJC giảm nhanh, theo giám đốc công ty này thông tin. Biến động ngược chiều của vàng SJC với thế giới giúp khoảng cách chênh lệch thu hẹp từ vùng 17 cho đến 18 triệu đồng trên lượng xuống còn khoảng 14 triệu đồng trên lượng. Đây là mức chênh lệch thấp nhất của vàng SJC với thế giới trong nhiều tháng qua. Theo chuyên gia tài chính Trần Duy Phương, cả tháng nay thì nhiều người chỉ quan sát giá vàng SJC lên để bán. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm tiền đồng và lãi suất gửi tiết kiệm chạm mức 10% trên một năm, thậm chí một số ngân hàng có thể mời chào lãi suất tiền gửi cao hơn, kích thích những người nắm giữ vàng và đồng đô la Mỹ bán ra để gửi tiết kiệm. Giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới từ 16 cho đến 17 triệu đồng trên lượng trong thời gian dài, cũng khiến cho những người mua vàng tích trữ chuyển sang mua vàng nhẫn, vàng trang sức 24K nhiều hơn. Vì vậy mà chênh lệch giữa vàng nhẫn, vàng trang sức 24K với giá vàng thế giới thu hẹp xuống chỉ còn từ 1 cho đến 2 triệu đồng trên lượng, theo ông Duy Phương nói. Ngoài ra, theo tìm hiểu của kênh thì không chỉ vàng, giá đô la Mỹ tự do cũng giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng nguyên liệu thấp hơn giá vàng thế giới nên không còn hiện tượng thu gom đồng đô la Mỹ nhập vàng nguyên liệu. Hiện thì nguồn đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại đang dồi dào dịp cuối năm cũng góp phần hạ nhiệt tỷ giá khiến cho cả giá đô la Mỹ ngân hàng và giá đô la Mỹ tự do cùng lao dốc.
Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng miếng SJC trong nước cũng quay đầu giảm so với thời điểm mở cửa ngày hôm nay, hiện tại chỉ còn điều chỉnh tăng nhẹ, còn với giá vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng đang trong xu hướng giảm nhẹ và hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.625.000, bán ra 6.705.000, tăng nhẹ 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.700.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.625.000, bán ra 6.695.000, tăng 10.000 ở chiều vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000, tăng 5.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.622.000, bán ra 6.689.000, tăng 2.000 ở chiều mua, tăng 1.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.730.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 40.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.625.000, bán ra 6.695.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng VietinBank mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì vẫn duy trì xuống tăng nhẹ 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên lượng. So với thời điểm buổi sáng ngày hôm nay thì giá vàng tại đây đã giảm đến 250.000 đồng trên lượng. Và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000. SJC Huế mua vào 6.622.000, bán ra 6.708.000. SJC Bình Phước mua vào 6.623.000, bán ra 6.707.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.625.000, bán ra 6.705.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.627.000, bán ra 6.710.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.625.000, bán ra 6.707.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.623.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì cũng trong xu hướng giảm nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.325.000, bán ra 5.425.000. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.325.000, bán ra 5.435.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.305.000, bán ra 5.385.000. Vàng 24K mua vào 5.201.7.000, bán ra 5.331.7.000. Vàng 18K mua vào 3.854.2.000, bán ra 4.054.2.000. Vàng 14K mua vào 2.954.8.000, bán ra 3.154.8.000. Vàng 10K mua vào 2.060.8.000, bán ra 2.260.8.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.